chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Động cơ ô tô Hưng Thịnh chúc xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý khách hàng. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe, công việc lúc nào cũng thuận lợi, phát tài gặp nhiều may mắn nhá. Ơi. Lâu lâu không bán 6D24. À. Rồi. Ra cho cái 1234. Hôm nay em làm cái đơn hàng bán 5 con máy 6D24 luôn anh em ạ. 5 con máy 6D24. 5 Adobe bán 5 con cho một anh trai ở trong Cần Thơ, một khách hàng quen thuộc của em. Thì sau đây em sẽ làm video từng con một, combo máy số luôn nhá. Máy số 6D24 luôn anh em ạ. Thì sẽ làm video từng con một. Thì đây là con số 1, số 2, số 3, số 4, combo máy số. Thì em đầu tiên thực sự là cái máy này là anh trai anh mua về làm cái động cơ của cái thuyền. Anh ấy đóng 4 cái thuyền để chở chấu. Công ty anh đấy là rất là to anh em ạ. Công ty rất là to ấy. Đóng mua cái máy này về đóng làm động cơ. Trước đây anh ấy đã mua của em 2 con rồi. Và anh ấy là khách hàng quen thuộc ở bên cơ sở em, anh ấy mua mấy con rồi. Thật sự là những cái đơn hàng lớn này thì nói thật là nếu mà mình làm không uy tín thì chắc chắn là anh em người ta sẽ không ủng hộ. Mà máy không đẹp, máy nghĩa địa, máy bãi không đẹp thì chắc chắn là không bao giờ đến lượt mình đâu anh em ạ. Cái gì cũng thế thôi, cái gì nó có giá của nó, không làm không uy tín thì không bao giờ có ai ủng hộ cả. Thế đây sẽ làm video từng con một, lỗ máy từng con một. Còn chụp cốt thì chắc không phải kiểm tra đâu anh em ạ, vì máy này là máy nghĩa địa, con nào con đấy đều rất là đẹp, máy còn nguyên zin hết. Thì đây là con số 1 nhá. Con số 1 6D24 này về anh ấy làm mua 4 con về 5 con về làm là động cơ tàu. Thì 4 con. Thì con này là nó đẹp ở đâu em sẽ quay cho tất cả anh em cùng xem và cùng biết. Thì sau khi mà lổ xong ok ấy thì em sẽ có trách nhiệm là tháo đi theo ra để đi làm bơm, làm đổi con heo cho anh ấy. Thì đây, máy còn zin hết này, ốc nhái này còn nguyên bản hết này. Đây đi theo này. Bơm bán điện rồi nhá. Đây, tất cả nguyên zin này, 7 màu. Dây cổ co gió này, 7 màu hết rồi, dây co dầu 7 màu hết rồi anh em ơi. Dây co dầu 7 màu hết, đẹp rực rỡ luôn nhá. Đây. 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 Đây, mặt quy lát nguyên bản này, mặt quy lát nguyên bản. Dây có lắp cabo này, tất cả còn nguyên zin hết nhá. Nguyên zin hết. Turbo nguyên zin này anh em ơi, hai bên giải lốc này, mới tinh luôn nhá. Máy này là nói thật là em đã sưu tầm máy là toàn sưu tầm những con máy thật đẹp, thật mới rồi anh em ạ. Còn máy bình thường không bao mua vì em cũng chấp nhận mua đắt hơn một tí, nhưng về mình bán cho khách thì mình bảo là khách là máy này em mua cao tiền rồi. Anh nếu mà mua thì anh giả thêm cho em một tí, chắc chắn là ai cũng nghe thôi vì người ta mua con máy về để sử dụng, người ta không mà tiếc một vài triệu, một hai triệu hay như thế nào cả. Đây, dây co dầu tất cả này. Máy Nhật đấy nhá anh em nhá, Mitsubishi của máy Nhật này, tất cả dây co dầu 7 màu hết. Đây anh em xem này. Cái bánh trớn của nó này, tất cả nguyên zin hết, lốc xanh đét. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua vòng tua mã lực của con này. Con này là lòng 1 tấc 30 nhá, vòng tua của nó là 2002, mã lực của nó là 360 đến 307 nhá. 360 đến 370 PS. Mitsu 6D24. Lổ đi em ơi. Bây giờ em sẽ cho anh em lổ từng con một. Con số 1 nhá, lổ đi em. Quá êm luôn. Êm du luôn nhá. Thả bó ra, bó ra em không? Rồi. Quá êm, cầm cái đồng nước này. Quá ok.
Tắt đi. Điểm 10 cho chất lượng rồi anh em ạ. Con số 1 nhá. Đấy, lỗ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn. Máy Nhật, anh em nghe tiếng máy Nhật nó lỗ nó chất lượng như thế nào chưa? Êm du luôn. Tại sao con máy này nó đắt tiền mà nó được rất là, anh em ở trong miền Tây rất là chuộng nhá. Làm máy đóng tàu thứ ấy, chuộng lắm anh em ạ, chuộng lắm, kinh khủng luôn. Thì em sẽ đăng video lên kênh, nếu mà anh em có xem được video ấy thì mong anh em hãy cho em một lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ con máy này nhá. Con máy số 1 nhá, đã xong. Và anh em nào có nhu cầu mua máy này về đóng tàu thuyền này, ghe xuồng này, hay là tàu thuyền ra biển đánh cá này, hút cát này, hay là bất kỳ công việc gì, xe cộ, mua các loại động cơ xe tải từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, các động cơ máy công trình, máy múc, máy đào, máy công trình, hoặc là máy máy gặt, bơm máy gặt, hay bất kỳ cái động cơ gì nhá, cầu cống số má đủ các loại luôn, thì anh em cần tư vấn cứ gọi điện cho em nhá. Hoặc là máy móc của anh em hỏng nó chưa nhiều, anh em chưa cần phải thay cả một con máy ấy, anh em cần mua cái đồ vặt gì như lốc, trục, quy lát, bơm kim, lấy xe lực cậu con này xem đây cho nó rộng thì này. Là mua đồ vặt về để thay thế vào con máy của mình, thì anh em chỉ cần mở chỗ cơ sở đồ mới đồ cũ gần anh em nó không có ấy, anh em cần mua cái đồ gì mà về để thay thế thì anh em cứ chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo này, em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua bán rất là nhiều đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn nhá. Nói thật là bán cái đồ vặt nó không là lãi bao tiền đâu, nó chỉ giúp em quảng bá cái cơ sở của mình thôi. Sau này nhiều người bên cơ sở của mình hơn. Nếu mà sau này anh em hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc cầu cống gì thì chắc chắn là sẽ nhớ mình và ủng hộ cho mình. Điều đấy là điều mình sẽ được. Uy tín tạo lên thương hiệu động cơ ô tô Hồng Thịnh nha. Như vậy là con máy số 1 đã xong. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã dành ra thời gian của mình để theo dõi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở con máy số 2 nhá. Siêu phẩm số 2 đang đón chờ anh em. Hẹn gặp lại.